Tiếp theo là một em ruồi rẻ rúm nữa, ruồi bình dân tiếp theo các anh em. Hàng bình dân này. Bình dân phục vụ thôi. Thôi thôi quá. Đấy, định làm con tử đấy nhưng mà thôi cắt nó đi. Vâng. Đây là lại tím dưới rẻ rúm. Nghệ thuật thì đừng có nói rẻ rúm các bạn. Rẻ chẳng qua là giá thị trường thôi chứ cây nào có những cái hồn cốt riêng. Dối rắm quá nhỉ. Thank you.
Đi đi vậy nha. Đấy, xong một em nữa. Rèn rũ nhưng đừng coi thường các bác nhé. Quay có một cái hồn cốt riêng mà đừng có bao giờ bỏ rơi bất kỳ một cái này. Ta cứ làm thì nó có sẽ ra những cái đẹp riêng các bác. Nô đồng này cho xong các bác nhé. Đấy.
Gái dậy rồi. Con dậy rồi à? Dậy thế nào đấy? Dậy thế nào bé ấy? Đấy, đang vội đi chăm con ơi. Dương đấy à, ngủ dậy rồi đấy à, ngủ dậy rồi đấy à, thank you.
Dương ơi. Tôi gọi không được chưa? Đang xem phim. Ở ghế. Giờ nó kinh lắm. Selfie. Lòng không. Ôi giời.